Truyền hình Thông Tấn xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhằm đánh giá dự án xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam. Ngành du lịch sẽ quản lý chặt chẽ du lịch outbound trong thời gian tới. Chiều 16 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein trong chuyến thăm Myanmar nhằm tăng cường tình hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác song phương. Tiếp tục chuyến công du các nước Đông Á, phái đoàn quan chức Mỹ do trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell dẫn đầu đã tới thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã giải ngân phần cứu trợ 3,2 tỷ euro, tương đương 4,3 tỷ đô la Mỹ, trì hoãn từ lâu cho Hy Lạp. Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ theo giờ địa phương, tức 13 giờ giờ Việt Nam, ngày 17 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Bruxelles bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Elio Di Rupo và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy. Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có ông Dick Acten, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Nam tước Jodrangri, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Anvers và phu nhân, đại sứ Vatican và một số vị đại sứ trong đoàn ngoại giao, đại sứ Phạm Sanh Châu cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Bỉ. Quốc kỳ Việt Nam và Bỉ tung bay trên sân bay quân sự Bruxelles. Sau tiếng kèn hiệu lệnh chào mừng, đại diện chính phủ Bỉ nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sáng 17 tháng 1, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn đã tới dự. Năm 2012, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức tham mưu phục vụ Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban biên tập Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992. Văn phòng đã chủ động tham mưu phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét thông qua 22 luật, nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, cho ý kiến về 12 dự án luật khác, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 5 pháp lệnh và cho ý kiến về 1 dự án pháp lệnh. Bên cạnh đó, Văn phòng Tham mưu phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng đề án dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn nhằm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và đề án nghị quyết của Quốc hội về một số cải tiến đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội để trình Quốc hội xem xét thông qua. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tổ chức nghiên cứu đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992, tập hợp đầy đủ chính xác ý kiến đóng góp của nhân dân, tham mưu phục vụ Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc chuẩn bị hoàn thiện dự thảo hiến pháp trình Quốc hội. Đề cập đến khối lượng công việc rất lớn trong năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt công tác tham mưu, phục vụ triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2013 đúng tiến độ, chất lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013, đặc biệt chuẩn bị thật tốt cho việc Quốc hội giám sát tối cao các chuyên đề. Tổ chức tham mưu phục vụ tốt việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố 10 đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhì, 11 đơn vị được nhận huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Kết thúc năm thi đua 2012, đã có 3 đơn vị được Chính phủ tặng cờ thi đua, 10 tập thể và 9 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong ngày 17 tháng 1 tại Hà Nội, Ban dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, từ thực tiễn công tác, các đại biểu đã tham luận phản ánh những cách làm hay, hiệu quả trong công tác dân vận của Đảng, chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp công tác dân vận trong thời gian tới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà ngành dân vận đạt được trong năm qua và chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục, gợi mở những vấn đề trọng tâm ngành dân vận cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, ngành dân vận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận của Đảng. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị ngành kết hợp thật tốt việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và quyết định của Bộ Chính trị khóa 10 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận phải thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, từ đó hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt và tổng hợp trúng đúng tâm tư nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị chính đáng của nhân dân để tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, nhất là các vấn đề có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập, tố cáo khiếu kiện, nhất là khiếu kiện về đất đai. Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn ngành dân vận cần bám sát những định hướng về công tác dân vận của Đảng, tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Mỗi cán bộ dân vận của Đảng và của cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đổi mới phong cách chỉ đạo theo hướng bám sát cơ sở, gần dân hơn, hiểu dân hơn, tin dân, học dân và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 1, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum. Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Kon Tum đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013, làm rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ ghi nhận đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện của địa phương trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý Tỉnh ủy Kon Tum cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, cần nhìn thẳng vào những hạn chế khó khăn của địa phương như quy mô kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, gắn phát triển kinh tế xã hội với giữ vững ổn định an ninh trật tự, Kon Tum phải phát huy thế mạnh lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội. Về chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum vào ngày 1 tháng 2 tới đây, đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị địa phương tổ chức tốt sự kiện chính trị có ý nghĩa này, coi đây là dịp để đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể của các lực lượng, phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng và thúc đẩy sự năng động sáng tạo trong xây dựng quê hương. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Dụ cùng đoàn công tác cũng đã đi thực tế tại xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, xã nông thôn mới đầu tiên của Kon Tum nói riêng, của Tây Nguyên nói chung và huyện biên giới Ngọc Hồi. Chiều 17 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các đại biểu đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bày tỏ vinh dự phấn khởi khi được tham gia lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp 1992, một sự kiện chính trị pháp lý trọng đại của đất nước. Điều này đã thể hiện quyền dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của quê hương. Đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã góp ý vào hầu hết các nội dung của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, trong đó các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, sự bảo hộ của nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Việc mà chúng tôi, nghĩa là những người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mời về và đóng góp những ý kiến của mình vào cái bản sửa đổi, dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đó là một cái bước tiến rất lớn trong cái việc mà nhà nước Việt Nam coi cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Về bản hiến pháp lần này thì một số những cái ý kiến của cá nhân tôi thì tôi thấy là bản hiến pháp lần này đã thể hiện được những cái điểm mà theo tôi nghĩ rất là phù hợp với sự phát triển nói chung của xã hội trong cái quá trình hội nhập với thế giới cũng như là sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Là tôi đã có phát biểu là hiện nay là những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài chưa có những cái quy định rõ ràng về cái vấn đề mà quyền lợi và nghĩa vụ. Nếu mà được quy định rõ ràng hơn về cái quyền lợi và nghĩa vụ của cái người Việt Nam đã sinh sống ở nước ngoài thì tôi nghĩ rằng nếu mà có những cái quy định rõ ràng hơn để tạo điều kiện cho những người Việt Nam ở nước ngoài họ được thực hiện tất cả những quyền lợi của người công dân Việt Nam thì điều đó là điều rất là phấn khởi và khuyến khích cho cộng đồng người Việt Nam nước ngoài tham gia trực tiếp vào cái sự phát triển và xây dựng đất nước. Ngoài việc góp ý vào những nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi hiến pháp, nhiều đại biểu cũng đã góp ý vào kỹ thuật lập pháp như việc sử dụng thống nhất các thuật ngữ, làm rõ một số thuật ngữ. Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có gần 4 triệu người làm ăn sinh sống ở gần 100 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển Bắc Mỹ, Pháp, Đức và các nước Đông Âu, Châu Á. Kiều hối mỗi năm tăng trưởng khoảng 20%, riêng năm 2012 vừa qua kiều hối đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ. 176 triệu đô la Mỹ là số tiền mà Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hỗ trợ cho Việt Nam để thực hiện 4 dự án quan trọng trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018. Lễ ký kết hiệp định vay vốn giữa ADB và Chính phủ Việt Nam đã diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 1 tại Hà Nội. 4 dự án được ADB hỗ trợ vốn trong lần này là dự án hỗ trợ đối tác công tư PPP, dự án phát triển các đô thị dọc hành lang kinh tế thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng, dự án tạo thuận lợi thương mại, cải thiện công tác vệ sinh kiểm dịch trong hoạt động thương mại thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng và dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS trong tiểu vùng Mekong mở rộng. Các dự án này được kỳ vọng sẽ là những khuôn mẫu thành công để triển khai nhân rộng trong khi lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng luôn được ưu tiên cao trong thời gian dài. Đây là những khoản vay cuối cùng sử dụng vốn ưu đãi ADF của ADB trong năm tài khóa 2012. Sự thành công của những dự án này sẽ là yếu tố tích cực góp phần để chính phủ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng là cơ sở để ADB xem xét quyết định mức hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian tới. Cùng ngày, Tổng cục Thuế đã họp trực tuyến để tổng kết đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán thu năm 2013. Kết quả thu năm 2012 do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 607.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2011. Trong đó, số thu từ dầu thô đạt trên 140.000 tỷ đồng và thu nội địa là hơn 467.000 tỷ đồng. Tuy vậy, những khoản thu từ khu vực kinh tế đều chưa đạt kế hoạch đề ra và có số tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm 2011. Báo cáo của ngành thuế cho thấy, số thuế đã nộp của khu vực doanh nghiệp nhà nước năm 2012 đạt 92,7%, thấp hơn con số dự toán. Tỷ lệ này còn thấp hơn ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh, khi đạt lần lượt là 84,8% và 83,8%. Trong điều kiện năm 2013, mặc dù dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng ngành thuế vẫn đặt chỉ tiêu thu ngân sách sẽ tăng 19,9% so với năm 2012. Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành thuế thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái nội dung, tập trung vào tháo gỡ cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết nợ xấu. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hiện đại hóa ngành thuế, tiếp tục thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt các cái khó khăn rồi thì những cái chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Để hoàn thành dự toán năm 2013, ngành thuế sẽ tập trung các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu tỷ lệ tổng nợ sẽ không quá 5%. Đặc biệt, trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, đảm bảo tuyên ngôn ngành thuế đi vào thực chất.